Arsenet quốc tế bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam và UNHCR hỗ trợ thuyền nhân trở lại Việt Nam tái hòa nhập cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh. Năm 1992, được phép của Ủy ban Công tác Phi Chính phủ nước ngoài Comingo, mà cơ quan thường trực là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với Việt Nam, WUFO, thông qua Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân PACOM, Arsenet bắt đầu đăng ký mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và liên tục hoạt động tích cực từ đó đến nay. Tính đến năm 2022, Arsenet đã liên tục hoạt động tại Việt Nam trong vòng 30 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị. Tổng ngân sách đã giải ngân trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam là 49.865.000 GBP, tương đương với 2.545 tỷ đồng. Giải ngân trung bình đạt 84.83 tỷ đồng trên một năm, phục vụ 4.6 triệu lượt người. Riêng năm 2022, Arsenet đã hỗ trợ trực tiếp 450.000 người. Arsenet Việt Nam đã vinh dự được chính phủ Việt Nam hai lần trao tặng huân chương hữu nghị, huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài vì những đóng góp xóa nghèo, phát triển bền vững, đưa hình ảnh, tiếng nói và thành tựu của Việt Nam giới thiệu với nhân dân của các nước trên thế giới. Arsenet cũng được nhiều đối tác địa phương và nhà tài trợ tin tưởng tiếp tục gia hạn hợp tác và tài trợ cho các chương trình của Arsenet tại Việt Nam. Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam AFV được Bộ Nội vụ cho phép thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 2016 tại quyết định số 633 QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào ngày 11 tháng 4 năm 2016. AFV là quỹ xã hội của Việt Nam hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững, hỗ trợ các nhóm yếu thế xây dựng các phương pháp sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng giới. Tính đến hết năm 2022, quỹ AFV đã quản lý và thực hiện 9 dự án, trong đó có nhiều dự án đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao và mới. Tổng ngân sách các dự án AFV đã giải ngân từ năm 2016 đến năm 2022 là hơn 62 tỷ đồng, phục vụ 70.502 người hưởng lợi trực tiếp, trong đó có nhiều người là phụ nữ khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, thanh niên nghèo đô thị. Năm 2022, quỹ AFV đã kết thúc 5 năm trong nhiệm kỳ 1. Hội đồng quản lý quỹ đã được Bộ Nội vụ công nhận đủ điều kiện hoạt động trong nhiệm kỳ 2, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. AFV là đối tác chiến lược dài hạn của Arsenet quốc tế tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay. Diễn đàn đối tác APM là không gian để các đối tác dài hạn của Arsenet và AFV trong cả nước trao đổi, đóng góp ý kiến và định hướng chương trình, chính sách, cơ cấu của Arsenet và AFV trong thời gian tới. Diễn đàn được thực hiện liên tục hàng năm từ năm 2002 đến nay. Năm 2023, Bạc Liêu là chủ nhà tổ chức diễn đàn với sự cho phép và đồng tổ chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu, Sở Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải. Sau đây, xin giới thiệu đến quý đại biểu một số kết quả hoạt động chính của Arsenet AFV và đối tác trong cả nước năm 2022. Kỷ niệm 30 năm Arsenet cùng Việt Nam phát triển bền vững. Chuỗi 30 hoạt động được thực hiện trong cả nước chào mừng kỷ niệm 30 năm Arsenet cùng Việt Nam phát triển bền vững đã được tổ chức thành công tại nhiều địa phương trong cả nước. Lễ kỷ niệm 30 năm Arsenet cùng Việt Nam phát triển bền vững được tổ chức tại Lâm Hà, Lâm Đồng nhân dịp Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà phát động chương trình Xanh lên Việt Nam ơi tại Lâm Hà vào ngày 5 tháng 11 năm 2023. Sau 30 năm liên tục sát cánh cùng Việt Nam xây dựng các giải pháp sinh kế, hỗ trợ phụ nữ và các nhóm thiệt thòi, khẳng định khả năng, tài năng của mình trong gia đình, trong cộng đồng, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở 43 tỉnh thành trong cả nước, Arsenet tự hào được người dân, cộng đồng và chính quyền các cấp công nhận và ủng hộ. Các kết quả chính bao gồm: các chương trình của Arsenet tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có yếu tố mới, cách tiếp cận mới nhưng vẫn luôn kiên định với mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững và công bằng xã hội. Cùng với tất cả đối tác ở tất cả các cấp, chúng tôi đã nỗ lực đưa tiếng nói của người dân vào các chính sách, bộ luật rất quan trọng với quyền, tiếp cận dịch vụ công nhạy cảm giới. Trong giai đoạn năm 2012-2022, một số các chính sách mà Arsenet và đối tác đã tham gia bao gồm: xây dựng luật thanh niên năm 2015 tập trung vào các quyền tiếp cận các công việc thỏa đáng cho thanh niên, dạy nghề cho thanh niên dân tộc. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020 tập trung vào việc xây dựng bộ tiêu chí cộng đồng an toàn, các chính sách chống quấy rối tình dục và bạo lực nơi làm việc, bộ số liệu đầu vào quốc gia về chăm sóc không lương và bên cạnh các nội dung khác.
Luật trưng cầu ý dân năm 2018, báo cáo tự nguyện quốc gia về tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2018. ActionAid là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam áp dụng sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và đánh giá chất lượng chương trình do người Việt thiết kế, quản lý, đào tạo và sử dụng. Cho đến nay, toàn bộ các đối tác dài hạn của ActionAid trong cả nước đều sử dụng tốt phần mềm này, tăng tính minh bạch và kịp thời của thông tin, giảm thời gian giao quyết định và tăng tính trách nhiệm giải trình của các bên, đảm bảo hiệu quả các chương trình tài trợ tại Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai giai đoạn 2 là chương trình hợp tác giữa ActionAid và AFB tại hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh về đích thành công tổng kết sau 3 năm với nhiều kết quả nổi bật. Có gần 14.000 hộ hưởng lợi, gần 1.900 hộ giảm thiệt hại xâm nhập mặn, 37 sáng kiến phòng ngừa rủi ro thiên tai được cộng đồng đề xuất, 22 sáng kiến được phê duyệt thực hiện, gần 11.000 hộ giảm tổn thất và thiệt hại nhờ thực hiện các sáng kiến cộng đồng, hộ gia đình. Dự án đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa chống sạt lở, cải tạo để giảm thiệt hại trong mùa mưa lũ và chống hạn 19.7 km kênh mương, cống với tổng ngân sách hơn 7 tỷ đồng. Quan trọng nhất, chính quyền địa phương đã ủng hộ 3.8 tỷ đồng và người dân đóng góp gần 500 triệu đồng cho các công trình này, chiếm 62% tổng ngân sách cho công trình. Hơn 1.000 người giảm thiểu tổn thất thiệt hại nhờ liên kết ứng dụng quản lý rủi ro thiên tai có sự tham gia BDG với hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam VNDMS. Phần mềm BDG giúp các cơ quan phòng chống thiên tai có thêm thông tin về thiên tai do người dân cung cấp. Cuộc thi Những Cống Hiến Thầm Lặng mùa 2 đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận sau 5 tháng tổ chức. Những Cống Hiến Thầm Lặng là sáng kiến được ActionAid, AFV và Báo Kinh tế Đô thị hợp tác và triển khai từ năm 2021. Đây là cuộc thi dành cho các nhà báo chuyên và không chuyên trong cả nước viết và giới thiệu về các cá nhân, tập thể là tấm gương cho những hy sinh thầm lặng vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Chủ đề của mùa 1 năm 2021 tập trung vào các vấn đề mà nữ công nhân nhập cư gặp phải khi chống chọi với Covid-19, tình trạng quấy rối tình dục và bạo lực nơi làm việc, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên dân tộc thiểu số. Mùa 2 năm 2022, cuộc thi tìm kiếm các sáng kiến và tấm gương thầm lặng hỗ trợ người khuyết tật, phụ nữ nhập cư, đảm bảo quyền của lao động, đặc biệt là lao động nữ chính thức và phi chính thức. Nhiều bài viết, phóng sự đã phản ánh trực diện vào vấn đề đảm bảo quyền được bảo hiểm xã hội, có lương hưu của người khuyết tật, vi phạm lao động đối với các nhóm lao động phi chính thức và không cần chuyên môn cao, bên cạnh các phát hiện các tấm gương hy sinh thầm lặng vì cộng đồng. Đã có 482 bài viết từ 279 tác giả và nhóm tác giả so với 326 tác phẩm và 142 tác giả vào mùa 1. Tổng giá trị giải thưởng là 167 triệu, với hơn 80 bài báo đưa tin về sự kiện. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng báo chí về việc đảm bảo quyền nói chung cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ trong khối lao động chính thức và phi chính thức. Dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học từ chính sách đến thực tiễn. ActionAid AFV đã phối hợp với Quỹ Gia đình và Trẻ em Đài Loan, TFCF và các cơ quan chuyên môn của Bộ Giáo dục, các trường đại học, các chuyên gia độc lập thực hiện nghiên cứu sức khỏe tâm thần trong trường học từ chính sách đến thực tiễn tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được diễn ra trong thời gian ngay sau đại dịch Covid-19 đã cho kết quả nhấn mạnh sự bức thiết phải đầu tư chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học. Những kết quả đáng chú ý của nghiên cứu được công bố vào ngày 24 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội đã cho thấy những con số đáng kinh ngạc về tư vấn tâm lý học đường tại Việt Nam. 50% trẻ tham gia khảo sát cho rằng cha mẹ khắt khe và áp lực học tập là hai tác nhân chính ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của các em. Gần 80% phụ huynh và 90% giáo viên đánh giá nguyên nhân của phần lớn vấn đề tâm lý trong trẻ là do trẻ tiếp cận công nghệ hiện đại sớm và nghiện sử dụng Internet. Gần 100% trường không có giáo viên chuyên trách được đào tạo đạt chuẩn về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, dù đây là nhu cầu bức thiết của hầu hết các em học sinh, cha mẹ học sinh và thầy cô. Số liệu nghiên cứu của UNESCO cho biết, mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nghị định về các trường phải có phòng tham vấn tâm lý, tuy nhiên hiện tại vẫn còn khoảng 70% trường học trong cả nước không có phòng tham vấn tâm lý học đường đạt chuẩn và không có giáo viên chuyên trách có chuyên môn. Tại hội thảo, nhiều kiến nghị đã được các em học sinh, đại diện cha mẹ học sinh, các chuyên gia độc lập đưa ra cho gia đình, cộng đồng, nhà trường, giáo viên và các nhà chuyên môn, các nhà làm chính sách. Đây cũng là một phần trong cam kết hỗ trợ lâu dài của ActionAid, AFV và TFCF trong khuôn khổ chương trình hợp tác xây dựng trường học hạnh phúc và tôn trọng quyền tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1. Lần đầu tiên AV được nhận tài trợ của Bộ Khí hậu, Môi trường và Năng lượng Cộng hòa Áo tài trợ cho Việt Nam thông qua hợp tác với Tổ chức Bánh mì cho Thế giới và Diakonia trong dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1. Đây cũng là dự án có nhiều hàm lượng kỹ thuật cao và có những kết quả lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Với nghiên cứu so sánh mức độ hấp thụ carbon của các loài cây, mắm, rước, bần chua là những loài cây phổ biến trong rừng ngập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long để tìm ra loài cây phù hợp với từng điều kiện đất đai, khí hậu nhằm đưa ra đề xuất lựa chọn cho từng địa phương, nâng cao hiệu quả đầu tư trong làm giàu và trồng mới rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù thời gian thực hiện còn khá ngắn và dự án bị chậm do ảnh hưởng của Covid-19 và trong quá trình phê duyệt dự án khá lâu, cho đến tháng 12 năm 2022, dự án B4 đã đạt được một số kết quả ban đầu. Hoàn thành 4 báo cáo về phân tích rủi ro khí hậu, khảo sát ban đầu, đánh giá sinh kế và đánh giá chính sách, pháp luật về lâm nghiệp. Hoạt động đo đếm hấp thụ carbon được thực hiện tại 3 xã với 3 trạm đo, 9 ô mẫu và một lần đo đầu tiên của năm 1. Các khóa tập huấn quản lý sử dụng rừng có sự tham gia của cộng đồng, trồng rừng và chăm sóc rừng ngập mặn được triển khai thành công. 630 thành viên cộng đồng thay đổi nhận thức qua các cuộc họp về các vấn đề khí hậu và rủi ro. Dự án xây dựng năng lực lãnh đạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, khởi động và triển khai các hoạt động nổi bật như sau. Tọa đàm quốc tế thanh niên và các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tọa đàm thúc đẩy xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu tại một số quốc gia Đông Nam Á. Chương trình cùng tiến bước vì tương lai và xanh lên Việt Nam ơi, hưởng ứng chiến dịch đạp xe vì con người và hành tinh toàn châu Á vì công lý khí hậu đã ghi nhận quãng đường 64.250 km dài hơn một vòng xích đạo trái đất và thu hút nhiều thanh niên trên toàn quốc tham gia. Dự án này cũng là lần đầu tiên ActionAid AV hợp tác với chương trình Reach Out to Asia thuộc Quỹ Giáo dục Vươn lên Tất cả do Hoàng hậu Qatar khởi xướng và bảo trợ với mục tiêu tất cả trẻ em, thanh niên thiệt thòi đều được tiếp cận với giáo dục và hành động vì phát triển bền vững. Dự án hỗ trợ hơn 13.000 thanh niên tại 10 tỉnh thành trong cả nước có thêm kiến thức, kỹ năng và nguồn lực để đưa ra và thực hiện các sáng kiến của mình, giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động của dự án ROTA, thanh niên sẽ trở thành những người tiên phong, những lãnh đạo chủ động, có tầm nhìn toàn cầu và khả năng hợp tác vì mục tiêu chung. Dự án cũng tạo cơ hội để ActionAid AV hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Nguồn Nhân lực ASEAN thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công mùa thứ nhất giải thưởng Đại sứ Thanh niên vì phát triển bền vững cho thanh niên trong 10 nước trong khu vực ASEAN. Tiếp nối thành công của các dự án trước, AV và ActionAid đã hợp tác cùng công ty ADM Mỹ thực hiện dự án nước sạch cho cộng đồng nghèo tỉnh Sóc Trăng, trao tặng 238 bồn chứa nước 2.000 lít và thực hiện 2 buổi tập huấn kiến thức quản lý nước trong mùa khô. Mặc dù giá trị của dự án khá khiêm tốn, việc ADM lần thứ 3 liên tục tài trợ cho cộng đồng thông qua AV ActionAid đã cho thấy uy tín của tổ chức với nhà tài trợ và cộng đồng địa phương. Những bồn nước được trao tặng đã giúp đỡ cho hơn 436 phụ nữ, 154 trẻ em tại hai huyện Kế Sách và Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, được tiếp cận với nước sạch vượt qua mùa khô hạn năm 2022. Năm 2022, lần đầu tiên ActionAid và AV đã hợp tác với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật, Cục Bảo trợ Xã hội và Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà tổ chức xác nhận và trao tặng 40 con bò giống sinh sản cho 40 hộ gia đình người khuyết tật tại huyện. Chương trình cũng tập huấn chăm sóc bò và một số chi phí đầu vào để đảm bảo người khuyết tật và gia đình họ nhận được bò sẽ nuôi cho đến khi có thu nhập. Năm 2023, ActionAid AV tiếp tục hợp tác với ADM tài trợ cho cộng đồng ở Rono, Đắk Nông có sinh kế bền vững từ chăn nuôi nhỏ, hợp tác với Ủy ban Quốc gia về Người Khuyết tật và Cục Bảo trợ Xã hội tiếp tục tài trợ bò giống, bò thịt cho các cộng đồng thiệt thòi tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và Ninh Bình. Cảm ơn các nhà tài trợ đã tạo điều kiện cho mình biết đến cách nuôi lươn này. Mình mong sẽ có nhiều chị em chung hoàn cảnh như mình được hỗ trợ để cải thiện cuộc sống tốt hơn cho gia đình và con cái. Chị Thạch Thị Du, 34 tuổi, xã Long Đức, tỉnh Trà Vinh, chia sẻ về mô hình nuôi lươn, dự án xây dựng năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai, giai đoạn 2. Từ nay, gia đình tôi không phải bỏ tiền mua nước suối và điện sinh hoạt để thêm tiền cho mấy đứa nhỏ đi học.
cảm ơn các nhà tài trợ, chị Trần Thị Tuyết và Phạm Thị Phượng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vui mừng vì mùa khô không còn thiếu nước, dự án nước sạch cho cộng đồng nghèo tỉnh Sóc Trăng. Em rất vui và vinh dự được tham gia các hoạt động của dự án. Em đã có thêm nhiều người bạn mới, trẻ như em, là đoàn viên thanh niên của các tỉnh, thành phố khác nhau như Trà Vinh, Sóc Trăng, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Em được học hỏi rất nhiều từ các anh chị và các bạn, trao đổi và cùng lập kế hoạch thực hiện những hành động nhỏ nhưng thiết thực để góp phần giải quyết các thách thức mà biến đổi khí hậu gây ra. Nguyễn Lê Khánh Minh, 18 tuổi, trưởng nhóm thanh niên vì mục tiêu phát triển bền vững, trường Trung học phổ thông Gành Hào, chia sẻ về một buổi tập huấn nâng cao năng lực mà em tham gia dự án xây dựng năng lực lãnh đạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu. Mấy năm gần đây, tình trạng nước biển dâng và thời tiết bất thường làm chúng tôi nuôi tôm cua bấp bênh lắm. Dự án hỗ trợ trồng cây càng thu hút chúng tôi gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng. Tôi mong muốn thêm nhiều người cùng tham gia trồng và hưởng lợi từ các hoạt động này. Tôi thấy dự án đầu tư nâng cao năng lực cho người dân là đi đúng hướng, phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Cảm ơn dự án. Ông Tô Thanh Bình, ấp Long Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Dự án chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Arsenet và AV đã bàn giao hai chương trình dài hạn tại Hà Quảng, Cao Bằng và thành phố Hải Phòng cho hai đối tác Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tiếp quản sau gần 20 năm hợp tác. Các kết quả của chương trình được người dân và chính quyền đánh giá là có đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương nhiều năm qua. Arsenet đã bàn giao cho địa phương các quỹ vốn quay vòng có giá trị từ 400 đến 550 triệu để tiếp tục quản lý và phát triển nguồn vốn này. Chương trình hợp tác với Hải Phòng đang được tiếp tục theo hình thức ngắn hạn. Tại Hà Quảng, Cao Bằng, gần 35 tỷ đồng được giải ngân, hơn 15.000 người nghèo tại huyện Hà Quảng được hỗ trợ. Tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương đã giảm từ 83% còn 21%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 12 triệu đến 60 triệu một năm. Mô hình sinh kế gắn với rừng giúp 345 hộ dân nhận được rừng, thu nhập bình quân tăng lên đến 100 triệu đồng một năm. Tại Hải Phòng, hơn 27 tỷ được giải ngân, gần 2.6 lượt triệu người được hỗ trợ. Liên đoàn Lao động thành phố thành công bảo vệ quyền của người lao động yếu thế, đặc biệt là nữ lao động nhập cư. Một số quan sát, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tỷ lệ giải ngân trung bình ở tất cả các đối tác dài hạn ở địa phương đạt 89%, với hơn 95% ngân sách Arsenet cam kết đã chuyển tới đối tác để triển khai các hoạt động. Trong năm 2022, có 5 trên 12 địa phương có chương trình hợp tác với Arsenet đã hết hạn thỏa thuận. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, tất cả 5 địa phương đã nhất trí cho phép gia hạn thỏa thuận hợp tác với Arsenet trong thời hạn từ 1 đến 5 năm. Ngoài các chương trình tài trợ thường xuyên, Arsenet và đối tác đã tích cực tìm kiếm các khả năng hợp tác trong nhiều chương trình khác nhau, đặc biệt là hỗ trợ vốn đối ứng cho địa phương, thực hiện các dự án cần vốn đối ứng. Nhiều kết quả tốt đã được ghi nhận tại các chương trình ở Trà Vinh, Sóc Trăng và Lâm Đồng. Hệ thống quản lý giám sát và đánh giá chương trình tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp và cải tiến theo hướng gọn nhẹ hơn, số hóa nhiều hơn. 100% cán bộ hiện trường tại tất cả đối tác địa phương nhận được tài trợ dài hạn của Arsenet AV trong cả nước đã được tăng lương từ 30 đến 100% trong năm 2022. Thông tin tài chính. Đối với nguồn thường xuyên, tổng ngân sách cam kết là 32 tỷ đồng, tổng ngân sách giải ngân là 24.5 tỷ đồng. Đối với nguồn các nhà tài trợ chính phủ, tổng ngân sách cam kết là 8.5 tỷ đồng, tổng ngân sách giải ngân là 5.6 tỷ đồng. Đối với nguồn song và đa phương, tổng ngân sách cam kết là hơn 30 tỷ đồng, tổng ngân sách giải ngân là gần 29 tỷ đồng. Sau đây là thông tin nhà tài trợ đối tác. Arsenet AV chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và đối tác đã đồng hành vì một Việt Nam hội nhập thích ứng với phát triển bền vững. Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023. Tháng 1, ngày 9 tháng 1, trao giải thưởng Đại sứ Thanh niên vì phát triển bền vững mùa 1. Từ ngày 31 tháng 1 đến 2 tháng 2, họp toàn quốc về chương trình bảo trợ trẻ thế hệ mới GS New Gen. Tháng 2, ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, rà soát khung hợp tác và giới thiệu dự án mới năm 2023 tại Hà Nội. Ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, diễn đàn quan hệ đối tác 2023 tại tỉnh Bạc Liêu. Tháng 3, 21 tháng 3, phát động cuộc thi báo chí những cống hiến thầm lặng mùa 3, ký thỏa thuận hợp tác giữa Arsenet, AV và Báo Kinh tế Đô thị tại Hà Nội. Ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, tập huấn tại Đắk Nông về khung Sendai cho các nhà báo theo dõi mảng phòng chống thiên tai của 15 tỉnh trong cả nước.
ngày 29 tháng 3, giới thiệu kết quả đánh giá, điều tra, đo lường dữ liệu đầu tiên của dự án tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi thiên tai của cộng đồng ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1, rà soát một số chính sách quản lý tài chính, quản lý nhân sự tại đối tác. Tháng 4, ngày 28 tháng 4, công bố chiến lược quốc gia 7 2023-2027. Ngày 14 tháng 4, phát động giải thưởng Đại sứ Thanh niên vì phát triển bền vững mùa 2. Ngày 28 tháng 4, tọa đàm chuyên đề trên nền tảng mạng xã hội về giáo dục kỷ luật tích cực trong trường học, thực hiện chương trình trường học hạnh phúc và tôn trọng quyền ở 12 tỉnh. Tháng 5, khởi động dự án xây dựng một ASEAN bền vững và đoàn kết với sự hợp tác giữa thanh niên, các tổ chức xã hội và các quốc gia thành viên, xây dựng khung giám sát đánh giá kết quả CSP7, tham vấn nội dung kế hoạch gây quỹ cho CSP7. Tháng 6, tổng kết dự án hỗ trợ người khuyết tật có sinh kế bền vững, triển khai chương trình Carbon Xanh, thành lập câu lạc bộ các giảng viên nguồn chương trình Reflect Thế hệ 2. Và hành trình 30 năm nữa bắt đầu vì một Việt Nam hội nhập, thích ứng và phát triển bền vững.